Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với chương trình Sơn Đù Chiếc Nón Kỳ Cục được dẫn... xin lỗi. Cái này cắt đi cho em nhá. Và người host của chương trình rất bất ngờ là tôi, Sơn Đù. Đến với chương trình ngày hôm nay, vâng, một chương trình rất là độc bản. Do ý tưởng của tôi không hề liên quan đến bất kỳ một chương trình nào trên mạng mà có cùng tên là Chiếc Nón cả. Chúng ta sẽ có 3 người chơi. Đầu tiên xin giới thiệu anh Mark đến từ Cần Thơ ạ. Chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh của anh Sơn Đù. Mình là Mark và ngày hôm nay mình tới đây cũng không vì lý do gì cả. Quan trọng là kiếm tiền. Và kiếm tiền là chính. Cho nên là... Có tiền luôn. Cái này không chắc nha các bạn. Cho dù là không chắc chuyện có tiền nhưng chắc chắn là các bạn đều nhớ anh Mark đúng không ạ? Mark đã từng xuất hiện trên kênh Sơn Đù của mình thời gian khoảng tầm cách đây 4-5 năm. Thì, từ đó đến nay thì mình không quay với nó nữa bởi vì đơn giản là mình nghỉ chơi nó thôi. Nhưng mà giờ thì chương trình này thiếu người quá nên là mình phải kêu nó vào. Người chơi thứ hai đến với chương trình sẽ là Hiha Chobi. Hello mọi người. Giới thiệu đi mày. Ok, tôi là Hiha. Hôm nay anh Sơn mời đến đây nghe nói là có tiền. Nên là tôi tới. Tụi tôi đến đây vì tiền. Đúng. Không vì tình cảm. Đúng. Sơn là ai vậy? Không biết Sơn. Sơn là ai không biết à? Tôi rất hy vọng là người chơi thứ ba sẽ có một chút gì đó khác biệt. Xin giới thiệu người chơi thứ ba, anh Global Ban Zeroth. Xin chào mọi người, mình đến đây vì tiền. Không bất ngờ lắm. Vâng thì chương trình Chiếc Nón Kỳ Cục. Chương trình Chiếc Nón Kỳ Cục của chúng ta là một chương trình rất là đơn giản. Luật chơi vô cùng là dễ thôi. Mỗi một câu hỏi sẽ là một ô chữ. Và mỗi người chơi sẽ lần lượt đoán từng chữ của ô chữ. Với mỗi một cái ô nào mà người chơi đoán trúng chữ thì sẽ được cộng một điểm. Nếu người chơi muốn đoán luôn ô chữ là gì thì cứ chỉ cần giơ tay lên và nói tôi muốn đoán ô chữ. Nhưng bởi vì ở đây ba người chơi đều kém tuổi host nên sẽ là em muốn đoán ô chữ. Ví dụ tao rồi thì sao anh? Cái đó sẽ để dành ở một chương trình khác. Chương trình này là em ha. Em muốn đoán ô chữ. Nếu mà đoán được trúng ô chữ thì sẽ được cộng ngay lập tức 5 điểm. Còn những cái luật gì đó trong chương trình mà phát sinh ra thì chơi đi thì host sẽ thông báo sau ha. Vâng và xin mời đến với câu hỏi đầu tiên luôn. Câu hỏi đầu tiên, vâng, vì đây là câu hỏi đầu tiên trong chương trình nên là sẽ có một gợi ý cho các người chơi. Các câu sau là không có đâu nhá. Ô chữ của chúng ta bao gồm... Mấy chữ đó, tự đếm đi. Đây là tên của một con vật. Ba người chơi ai muốn đưa ra đoán trước ạ? Em đoán có một chữ C. Chữ C, không có chữ C nào cả. Và bởi vì Mark đã đoán sai cho nên Mark sẽ được quay vòng quay xui xẻo. Cái này đâu có nói trước đâu. Oh my god. Wait, sao mày không biết cái này vậy? Mất lượt là sao vậy? Xin mời Zeroth. Zeroth đoán có một chữ giờ. Chữ giờ là chữ gì ạ? Chữ đi. Chương trình không đi. Có hiểu ạ. Chữ giờ là biết chữ giờ đâu. Rồi, ok hiểu. Rồi, không có chữ giờ nào cả. Quay vòng quay xui xẻo. Khó gì? Khó ta. Con gì có chữ giờ đầu tiên? Dơi. Dơi là bắn. Người khác quyết định. Bây giờ là Hiha với Mark là em chọn một cái ô trong kia để... Không. Rồi, tắt cái biển kia đi ạ. Rồi hai đứa nào chọn trước thì chọn cho cái đó cho Zeroth đi. Tôi chọn người khác quyết. Tôi cũng chọn người khác quyết. Ok, vậy thì host sẽ quyết ạ. Zeroth đã quay trúng ô trừ 20.000. Ô này là người chơi sẽ phải ngay lập tức chuyển khoản cho host 20.000. Quá được rồi. Thì xin mời Zeroth ạ. Vào lấy thì mới vào lấy cho anh. Nhanh lên. Vào lấy tiền rồi. Gì mất tiền ấy. Tới đây lấy tiền mất 20.000 chứ. Có 20k sao. Ok, 20k đầu tiên của chương trình. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, đút túi luôn. Chuyên xin mời Hiha. Em nghĩ là chữ O. Chữ O, có một chữ O. Wow. Chữ O, có một chữ O. Wow. Rồi. Và bởi vì Hiha đã trả lời đúng, đã đoán trúng chữ nên là được quay vòng xoay may mắn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi. À thế à? Từ từ để cho xoay đã. Bình tĩnh. Xoay đã nha. Có cái cộng 20.000 không? Cộng 20.000. Ôi. Quay vòng quay xu. Quay vòng quay xui xẻo. Nghe xu. Vô vòng quay may mắn, vô vòng quay xui xẻo là sao? Đó, em rất may mắn mới quay trúng cái đó luôn. Mày may mắn là khi mà quay trúng vòng quay xui xẻo.
Chưa hết điểm. Có điểm. Hên hên, mình chưa có điểm em. Mình mới được điểm. Mới điểm hả? À. Cúc. Chương trình mình nhận được tín hiệu trả lời ô chữ của Zedot. Zedot xin mời đọc đúng cái câu nha. Em muốn đoán ô chữ nha rồi. Em muốn đoán ô chữ. À rồi xin mời ạ. Đây là con hươu. Hươu. H-U-A-U. H-U-A-U. Câu trả lời của em xài mét rồi. Rồi quay vòng quay xuống xe luôn ạ. Quay 5 lần cho tôi. Con hươu. Rồi lượt tiếp theo chúng ta. Mát đấy, quay vòng bất lượt đến bất lượt Zedot. Ủa? Bất lượt đó, vừa nãy bất lượt đó. Ok. Zedot. Mất 2 lượt hả? Em xin lấy có một chữ H. Chữ H. Nãy con hươu không có rồi mà còn nói chữ hát nữa, sai rồi. Quay xui xẻo đi. Mày đã con hươu mày sai rồi mày còn chữ hát. Mày cố. Con gì ta? Con nương. Con nương là gì? Con vương. Quay thêm 2 lần nữa. 20 nữa là 40. 20 nữa là 60. Rồi. Tôi quyết. Người khác quyết định hả? Trừ 20. Trừ 20. Vâng, xin mời anh Zedot tiếp tục nôn ra 20 cho chương trình ạ. Anh có 100, anh đổi luôn 100, anh lấy 5... Kệ, 10 tờ 20. Có bao nhiêu tiền đổi hết đi, đổi dần dần đi, rồi sau này cũng mất hả? Tôi cảm thấy đây là chương trình cờ bạc. Không, bậy. Chương trình này là chương trình lành mạnh nha, sẵn sàng đón chờ tất cả những anh chị nào của các nhân hàng book tài trợ nha. Chương trình chúng tôi không có liên quan đến sao tôi cảm giác cái tiền phần thưởng của mình là sao? Ok, cảm ơn 20.000, rồi quay thêm lần nữa. À, bây giờ nhiêu tiền là thưởng gì đó? 80 nè. Quá đã luôn, đại dương ơi. Trừ 1 điểm. Âm 1. Trừ 1 điểm là số điểm của Zedot. Bây giờ là âm 1. Rồi. Rồi, xin mời đến Hi Ha. Chữ R đi. Chữ R. Có 1 chữ R. Rồi, đỉnh quá ta. Tôi xin được phép đoán luôn. Rồi, từ từ bình tĩnh để cho quay đó. Rồi, quay vòng quay may mắn đó. Rồi, quay vòng may mắn cho Hi Ha. Rồi. À, giờ quay may mắn. Quay đó, may mắn đó, để xem là may có nào đó. Tỷ lệ mày biết con này rất thấp. Mẹ lại quay đồng mấy xu. Ê! Cộng 40k. Tôi quyết định thắng vòng này. Ê! Không được à? Giờ anh 3 điểm kìa. Giờ anh đoán à? Không. Anh đâu có biết. Anh biết anh đâu. Tao biết con này rồi. Nhanh nhau mà. Cộng 3 điểm đi. Anh thấy cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm, 3 điểm đi. Mình kệ chai. Rồi sao đâu, rồi Mark muốn đoán thì đọc. Ok, đúng. Tại vì host là một người từ Hà Nội cho đọc nên là... Đọc đúng mày, đọc đúng mày. À, tôi xin được phép trả lời. Chứ sao mới đúng? Em muốn đoán. À, em muốn đoán ô chữ này. Là một người con của xứ sở Hà Nội thì tôi nghĩ là Sơn chọn con này là hợp lý. Tôi xin trả lời đó là con rươi ạ. À. Con rươi. Con rươi. Con rươi là con một đáp án sai. Tôi không hiểu tại sao anh ấy chọn con rươi. À, tôi không hiểu. Tôi không hiểu vì anh nó sai nên là anh ấy quay vòng quay xui xẻo. À, tôi biết con gì rồi. Tôi không hiểu. Tụi bay không biết con gì nên tụi bay đi chơi vừa. Tôi nghĩ rằng là khi đoán ra đó là rất dễ rồi nhưng mà anh ấy đoán thế thì anh ấy có. Anh ấy định hack não chương trình nhưng không. Có dễ lắm. Rồi, tặng một điểm. Rồi, tặng một điểm cho người chơi khác đi, Mark ơi. Tặng một điểm cho người chơi khác đó. Ô. Oh. Này có 3 điểm em tặng cho Zedot. Rồi Zedot là 1 điểm, Mark bị trừ 1 điểm nha. Rồi, lượt Zedot. Nó đó. Con đầu chó đấy à. Em xin đoán có 1 chữ. Dễ lắm, đừng. N. Quay xuống xẻo, quay xuống xẻo cho nó đi khẩn trương ạ. Con rươi mà. Con rươi mà ở miền Nam á. Ba cái emotion. Là gì? Okay. Emotion. Tôi tò mò cái này từ nãy giờ. Rồi, bây giờ là Hi Ha với Mark, em được quyền nói xấu hay là sao cho thằng Zedot phải chịu emotional damage là được. Bảo ơi, sao mày cắt cái đầu ngu vậy Bảo? Từ nhỏ lớn chưa giờ thấy cái đầu nào ngu vậy luôn á, mày chỉ cần gắn lên cái mắt kiến này nhìn mày y chang con rùa luôn. Tôi thấy emotional damage này yếu quá, trừ một điểm Mark một điểm nhá. Nè, anh đeo cho cưng. Đây đây. Lưu manh giải lên trí thức hơn rồi đó. Đâu đâu, đoán được thì đoán đi má. Em đoán hả? Ý em muốn đoán đi. Em xin được đoán ô chữ. Em xin đoán ô chữ, ok xin mời. Con ruồi. Đúng rồi đó, con ruồi, chính xác ạ. Tôi không hiểu tại sao người chơi không trả lời được câu này. Con ruồi. Không rươi thì rùi đấy. Rồi, cộng 5 điểm cho Mark nhá. Và Mark được quay vòng quay may mắn. Tại vì em nghĩ là anh Sơn sẽ thông minh hơn cho nên là em thấy con rươi. Trừ hết điểm. Trừ hết điểm. Trừ màu vàng. Màu vàng. Rồi, may mắn quá.
Trong vòng 2 xin sẻ có cái cộng mất 20 ngàn. Mất lượt. Ok, mất lượt rồi, cái này thì cộng dồn sang câu sau nha. Rồi, rồi, chúc mừng người chơi Mark đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Chúng ta chuyển sang ngay lập tức câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 bao gồm... Rồi, câu số 2. Xin mời, nãy Hia đang đoán dở à, rồi cho đoán luôn á. Có một chữ C. Chữ C, không một chữ C nào. Wow. C C. Nó chừng 20 nha. 20. Điểm thôi. Tôi còn 2 sao? Ủa vậy nãy em âm 1 là giờ em 0 điểm. Ờ. Rồi ok, rồi cảm ơn. Có 4 điểm lận. Mát mất lượt rồi chứ đó. Em xin đoán có một chữ O. Chữ O, không một chữ O nào cả. Ủa. Ê anh đáng hỏi có con chữ con là tên W của chữ W. Chết rồi. Rồi trừ 1 điểm cho Zero luôn nha. Rồi xin mời Hi Ha. Đã không có điểm mà cũng trừ. Chữ A. Chữ A, có một chữ A. Yes sir. Ủa, sao tới Hi Ha? Em mất, mất lượt. Mất lượt thôi chứ. Thì mất lượt đó, đã mất lượt ở cuối kia sẽ chuyển qua Zero đó, xong rồi đến Hi Ha đây đúng rồi gì nữa. Rồi, quay may mắn đi ạ. Còn quay may mắn đây. Cộng 20. Ngon. Cướp 1 điểm. Xin mời cướp 1 điểm. Không có 1 điểm mà. Ủa thì không có điểm thì sao cướp? Thì cướp đi rồi trừ nó âm thôi chứ có sao đâu. Ủa nãy em đoán đúng là em được điểm không? Thì cũng có. Cướp anh 1 điểm. Cướp đúng anh. Là được 5 điểm đó. Cướp của anh đó. Rồi cướp à, hỏi chi ta. Điểm nhá. Rồi tiếp luôn em ơi. Đoán đúng được đoán. Tôi đoán có chữ M N. N. Có 1 chữ N. Wow. Oh my god. Em ơi. Tôi farm tiền bằng kiểu này. Mọi người trả lời đi. Chiến thuật này tactic để cắm quá ta. Cộng 20. Em đâu tính với ta. Chỉ có cộng 20 thôi. Rồi. Quyết định luôn. Trừ hết điểm của anh Mát được không? Có mới nói nha mày, chứ điểm là chứ điểm của bản thân đó. Sao cái môn gì bóp vậy? Má mắng dữ chưa trời. Giờ chơi reset là chơi tôi cộng 3 điểm. Ok. Rồi cộng 3 điểm. Tiếp tục. Tiếp tục luôn. Tôi nghĩ là có một chữ H. Chữ H. Rồi quay xui xẻo đi ạ. Không một chữ H nào hết. Chữ H điểm. Người khác quyết định. Rồi bỏ mẹ tôi. Rồi bất kỳ đứa nào thì ta quyết định luôn cho Hi Ha luôn đi nào. Trừ hết điểm. Ok, trừ hết điểm Hi Ha. Mày farm hả con? Mấy cuộc đời. Em đoán chữ bờ. P. Bê bò. Bê bò. À bê bò. Bê bò không có con bò nào cả. Không có con bò nào không? Không có. Chung chủ yếu là cái trò này là để cho mấy đứa xoay vào xui xẻo nhiều à. Ừ. Đó. Rồi, quay thêm 2 lần nữa em nhá. Tiếp luôn em ơi. Nó cũng vui. Nó không có tích cực gì lắm. Xoay thêm lần nữa nào. Em mất lượt. Em mất lượt trả lời nhưng mà em nhưng em được cộng thêm lượt xoay. Chúng mua độc đắc trừ 20k. Rồi xin mời đưa 20.000 cho chương trình. Em chuyển Momo được không? Rồi xin 20.000 của à. Chưa làm nhà đầu tư đã thành con bạc rồi. Rồi ok cảm ơn nhá. Rồi thêm một tờ 20.000 nữa. Rồi và đồng thời là mất lượt luôn. Zero. Rồi em xin đoán là chúng ta sẽ có một chữ R. Chữ R. Không một chữ R nào cả. Rồi mất lượt. Hi Ha luôn. Cục bình thì chơi trong vòng 2 giây. Hi Ha chơi được trả lời sai thì được trả lời tiếp một lần nữa luôn đó. Tôi nghĩ bấm qua đây tôi lấy cái coi. Tôi nghĩ là chữ M. Chữ E. Chữ M. Rồi không có chữ M nào cả. Không sao không phải lo, được đoán tiếp mà không sao em. Chỉ được cái là quay xui xẻo thôi. Mất lượt cái nữa. Là ba thằng. Ba thằng câm luôn. Trừ hết điểm. Rồi, trừ hết điểm. Sao, sao. À, trừ hết điểm chứ trừ đừng trừ 1 điểm. 5 điểm đó. Tôi nghĩ là có chữ y ngắn. Ok, y ngắn cũng 3 chữ y ngắn. Wow. 3 điểm. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Đừng coi nó nằm ở đâu. Đoán luôn. Y ngắn cuối hả? Tôi chợt nhớ là cái dòng này nó như nhau. Đúng rồi. 6 điểm.
cộng 3 điểm thôi, 6 điểm à, cộng 3 điểm đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhỏ của anh Sơn. Học toán giỏi đó, tốt. Tôi nghĩ là có chữ E. Chữ E, có 2 chữ E. 8 điểm. 2 chữ E. Đó, điểm mới cao lên, đúng rồi. Mẹ tiếng Anh à. Cao điểm lên. Rồi, quay may mắn luôn. Cái này cái gì vậy? Quay nó phải em muốn tiếng Anh rồi sao? Cộng 3 điểm. Ok, cộng 3 điểm luôn. Cộng 3 điểm. Rồi, tiếp luôn em. Tôi đoán là có một chữ. Thời gian trôi qua mau. Chữ chữ D. Chữ D, rồi không có chữ D nào cả. Sai xui xẻo đi. Tôi cũng thấy giống một từ tiếng Anh của bạn à. Trừ 20k. Tuyệt vời, cả ba người chơi đều đã ngang nhau rồi. Đều mất tiền. Đập kẹt bạn ơi. Ngang nhau nhưng mà sao em mất nhiều hơn, đúng rồi. Tuyệt vời. Thank you, Vitamil, lại thêm một đồng 20 nữa. Rồi, rút tối. Sao, tôi thắng trò này, tôi sẽ lấy lại tất cả. Rồi, đến lượt Mark luôn này. Rô em ơi. Em đoán. Rồi, ok, em đoán có một chữ T. Chữ T, có một chữ T. Hay. Ok, nice. Cho em quay cái vòng quay may mắn luôn. Ủa, what the fuck, chữ T nằm đó. Rồi, tiếp. Nó phải nằm chữ khác chứ. Tiếp luôn. Chữ gì vậy trời. Con này là con gì? Ủa này, là từ gì vậy? Nó là cái gì vậy? Ê, ê. Rồi, trừ hết điểm. Rất cảm ơn em. Rồi, tiếp tục đoán luôn em. Không phải trừ em đâu. Ủa, trừ hết điểm ai anh? Trừ điểm em đó. Của anh chứ ai? Ủa, là may mắn dữ vậy? Thì may mắn đó. Đoán đi em, đoán tiếp, đoán tiếp, đoán tiếp. Em đoán có chữ... đoán có chữ... K. Chữ K, không có chữ K nào cả. Trời ơi. Con gì đây trời? Ủa cái này là từ con gì hay là cái gì anh Sơn? À không, con gì là câu 1 thôi, câu này là anh không gợi ý. Trời ơi, cuộc đời. Rồi đúng bài luôn. Ok, tiếp tục trừ 20 nghìn nữa. 20 nghìn. Mày, anh á. Em á. Chơi cái bò chị ba. Tao nói rồi, ngày hôm nay là không làm nhà đầu tư rồi, chúng ta làm câu bạc rồi. Cảm ơn em. Đó, làm show này đó, làm show liên hoài luôn á, thề. Rồi, Zetop, xin mời. Em đoán có một chữ Z. Mong là không bị cái chữ Z không bị global. Không, không chữ Z nào cả. Chữ 20 nữa. Chính ra cái ô chữ 20 là để tỷ lệ nó cũng đâu có. Trời. Rồi mất lượt nhẹ nhàng đó, không sao cả. Rồi hi ha. Đợi mấy anh khác đoán gì mình. Đúng. Tôi đoán có một chữ S. Chữ S, không chữ S nào cả. Xui xẻo luôn. Đúng rồi, đoán sai nhiều vào mấy đứa. Đoán sai càng nhiều càng tốt. Là cái gì? Nhiều khi chữ nó ra xong tụi mình cũng biết chữ đó nghĩa là gì đâu ba. Chửi tôi đi. Rồi, hai tin nhân kia chửi. Ăn lùng mã tử. Đẻ ra kiểu gì mà người có một khúc. Sao mày không chửi nó đi? Mà tôi nhiều điểm hơn anh. Ê, cái này có bị... Cộng cho Hiha một điểm, trừ Mark một điểm. Đúng rồi hả? Vì cái đấy anh thấy là emotional damage vào em nhiều hơn. Có. Xin mời đó, em mất lượt đúng không nhỉ? À không, bao giờ đấy thì trả lời, xin mời. Em đoán chữ V. Chữ V, có 2 chữ V. Có 2 chữ V. Đầu. Có 2 chữ V là được cộng 2 lần điểm đúng không? Đúng rồi, 2 điểm đó em. Nhưng mà anh mới chỉ âm một cái rồi. Rồi, tuyệt vời, quay xui xẻo luôn. Là sao? Là lên dòi xuống chó. Có thật chứ, là lên dòi. Anh lên dòi đó. Người khác quyết định. Trừ 20. Vâng, người chơi đã quyết định và xin mời Mark thực hiện rồi, cảm ơn. Hay quá chưa? À, người chơi hay quá. Hay quá ta. Hồi đợt hôm mà đi chưa? Cái hôm mà anh quay test á thì mọi người chỉ chọn là làm cho người ta mất lượt thôi, nhưng mà chương trình quay thật thì anh thích cái này hơn. Tuyệt vời. Zedot. Ủa, em đang à, đúng hả? À, đúng thì đó tiếp. Ừ, quên. Nhầm tí. Em đoán có một chữ y dài. Y dài, không có chữ y dài đâu hết. Xoay xui xẻo. Tới giờ này tao vẫn chưa biết chữ là chữ gì. Trời ơi, còn có mỗi 2-3 ô đấy thôi, đoán bây được. Bây giờ vấn đề này là em không biết tiếng Anh nè. Không biết tiếng Anh. Dân. Rồi, mất lượt. Zedot. Em xin đoán là... Ủa nãy Zedot quay vô mất lượt mà. Qua rồi, mà kể cả thế thôi, kệ đi, anh không nhớ là được rồi. U, chữ U có một chữ U nha. Đấy. Rồi đánh đấy đi. Một chữ U. Đó, bất kỳ người chơi nào muốn đoán thì cứ chỉ cần nói là em muốn đoán đâu chữ và đoán. Nha.
Cộng 3 điểm cho okay. Zero. Rồi, còn một ô chữ thôi, em có muốn đoán luôn cả ô không? Đoán luôn cả câu không hay là sao? Hay là đoán tiếp? Này cái gì vậy? Em xin lấy chữ còn lại là chữ... Phê phở ạ. Phê phở, rồi không có bát phở là cho em. Xoay xui xẻo. Khó vậy? Không phải là khó gì giúp điêu à? Anh ghi giúp điêu rồi đấy. Khi giúp điêu thì kết nhưng mà... Ôi. Chữ 20. Chữ 20. Tự giác. Nhanh, phải chưa? Thank you. Giác. Rồi. Rồi, xin mời Hi Ha. Không đáng nữa. Tôi đáng chịu hết đi. Alo, không có rồi, nghe ngày làm gì, sai rồi. Chứ giờ tôi biết đáng chữ gì bây giờ. Rồi, tao bị giết đó. Từ từ. Tao bị giết đi. Rồi, rồi. Chửi đây. Cơ hội cho em có điểm kìa. Chửi đi, tao không chửi đâu, nãy bị lần rồi. Hi Ha, em bây giờ người ta sợ em rồi đó, bây giờ em có thể tự chửi bản thân. Nếu em tự chửi bản thân được, em sẽ được cộng 2 điểm. Nếu mà tự chửi bản thân được, mày cộng 2 điểm. Tôi là đồ tồi. Trừ vội nó 2 điểm cho em. Trừ 1 điểm, Hi Ha cho anh. Trừ cho anh, không hề có sát thương miếng nào luôn á. Trời, tôi thấy đau mà. Em đoán có một chữ, chữ L. Chữ L, rồi, không có chữ L nào hết. Không có L cho em. No L. Không có L. Rồi, tặng một điểm. Tặng một điểm cho người chơi khác đi. Ý là em tặng người ta đó. Em thấp điểm nhất mà, lặng đi. Giờ điểm hàng bên nào thấp hơn nè? Tao. Em. Này hả? Tao, mới có 3 điểm cả. À, giờ tao tặng cho thằng này. Tao tặng cho thằng này. Ok, thì Mark tặng cho Hi Ha. Rồi, zero luôn. Surprise, chữ X à? Chữ X, không có chữ X nào hết. Chữ này có nghĩa là gì? Coi chữ xẻo đi. Chỉ đoán đi, ô nó rõ thế như thế rồi còn gì nữa. Đi nghe. Cái chữ nó đọc sao mà không biết nữa ba. Rồi, tất cả sự ngu dốt sẽ phải trả giá bằng tiền. Rồi, xin mời Hi Ha. Tôi nghĩ chữ F. Chữ gì? Chữ F. Chữ F, rồi không có chữ F nào hết. Chữ G đó. Chữ G. Tao nghĩ là chữ G. Thôi đừng. Ai luôn. Chập chân. Xin mời Hi Ha. Có khi nào cái kết của cái này là tụi mình tốn tiền mà không đi về không? Không tốn cách nào. Cái em này lập trình đi. Ê không nha, ô này là ô là tỷ lệ ngang nhau nha. Cái này là tôi không chơi ăn gian nha, tôi chơi đúng á, tại vì mọi người đen thôi. Em có tiền nhiều. Em đoán là chữ G. Còn đến lượt mắt hả? Ừ. À, ok, chữ G. Rồi. Rồi, có một chữ G. Wow. Đó, ra một chữ rồi đó. Forget. Rồi, quay may mắn đi đã rồi đó. Bây giờ ai muốn đoán thì đoán ha. Nhưng mà đoán thì cũng phải là cho em một đoán ô chữ lên nhá, để chương trình biết nha. Rồi, tuyệt vời, em đã được ăn cướp ăn trộm người khác rồi đó, cướp một điểm. Này, nãy cho nó một điểm. Đúng rồi, cướp vào nó đi em, chuẩn nhá. Ờ rồi, lộ. Rồi, ô chữ của chúng ta đã có mở hết rồi. Bây giờ ai muốn đoán thì cứ xô ra mà đoán đi. Chịu. Chương trình chúng tôi không chấp nhận đáp án chịu. Nào. Em xin đoán. Em xin đoán ô chữ, phải nói đọc đúng cho anh nhá. Ai muốn đoán là phải đọc đúng cho anh, em muốn đoán ô chữ. Em muốn đá ô chữ. Ờ, xin mời. Đọc là Virginia TV. Câu trả lời sai, cho xoay em xui xẻo đi ạ. Emotion no damage. Xin mời chửi sự ngu dốt của dây dỏ dẻ ó đi nào. Tôi không có gì để nói ạ. Rồi, đó là câu chửi thâm nhất rồi đó, từ trước đến giờ đó, không còn gì để nói với thằng Zeus nữa. Rồi, em cộng một điểm, trừ Zeus một điểm cho anh. Em được vậy? Rồi, ơi, anh em tiếp tục. Mọi người ai muốn đoán thì cứ đoán thôi. Khó dữ trời. Đoán rồi. Thôi được rồi, người chơi chương trình này trình độ hơi non nên là thôi. Tôi sẽ có thể skip được câu hỏi này cho mọi người. Rồi, câu hỏi này đáp án của chúng ta sẽ là vua tiếng Việt. Cái này là nó chương trình vua tiếng Việt là chương trình mà mình đổi các chữ để mình xếp lại á. Ừ đó, thì đây là vua tiếng Việt đó mọi người. Còn nhưng mà bởi vì các người chơi quá non không biết không chịu xem tivi, thế nên là tôi sẽ dành đáp án câu trả lời đúng vừa rồi cho Zeros nhá, vì đã đọc được cái ô chữ này. Rồi, cộng 5 điểm cho Zeros. Rồi, cập nhật điểm cho người chơi. Chúng ta có top 1 dẫn đầu đang là Hi Ha với 11 điểm. Xếp sau đấy là Zeros với 9 điểm. Còn đang đội sổ chính là Mark với 4 điểm. Hy vọng là em sẽ cố gắng. Nhưng tao đoán được con rùi với con rươi ok em chưa? Em sẽ hy vọng. Rồi, cho tụi bay tựa với nhau đó. 4 điểm.
4 điểm từ rùi và rươi. Rồi xin mời đến với câu hỏi số 3. Rồi. Nghĩ. Xin mời nãy là Zebot đã đoán đúng ô chữ vừa rồi. Câu số 2 thì là cho đoán trước câu này. Chữ U. Chữ U có một chữ U. Mày đi quay đi cái cho bọn được. Rồi, chữ U một chữ U, quay may mắn đi. Cho mình đi thế nào. Cộng 3 điểm. Này. Đứng nhất. Chín cộng một đúng cũng đúng ha, 13 điểm ha, được rồi, xin mời nó tiếp. Em xin đoán câu một và xin đoán câu chữ giờ. Chữ giờ là cái chữ vừa nãy ở cái câu một đúng không? Câu một chữ chữ giờ đúng không? Giờ dê đó. Có chữ dê rồi, có một câu chữ dê, có một hay không rồi, lộ may mắn luôn. Rồi, tự quyết đi em. Cộng 3 điểm. Vậy là em sáng chủ kèm của mình. Yeah boy. Em mà bây giờ em mà chọn vào quay vòng quay xui xẻo thì anh respect em luôn. Cộng 3 điểm là ngon nhất à. Cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm nhưng trừ respect. Rồi, tiếp tục đoán đi em. Em xin đoán có một chữ O. À, sẽ có chữ O. Chữ O, có một chữ O. Đấy dạ. Rồi. Mừng anh đã quay vào ô trừ hết điểm. Giỏi lắm. Nhưng mà đổi lại anh vẫn được tiếp tục đoán. Xin mời. Em xin đoán có chữ B. Chữ gì đó, chữ gì? B. Bò. Có một chữ B. Khổ ghê, bọn này phát âm khó nào quá à. Rồi, quay tiếp, một ngày may mắn luôn. Rồi, hy vọng là em sẽ kiếm lại những gì đã mất rồi. Từ một điểm là đã âm bò rồi đó. Rồi, em được bỏ lượt một người chơi. Bỏ được mát ạ. Rồi, ok, đồng ý. Tiếp tục luôn em. Tiếp tục đi ạ. Chữ gì? Em sẽ đánh có chữ A. Chữ A, có một chữ A. Sao một như thế này? Rồi, quay may mắn luôn. Anh phát xe. Rồi. Em có được chữ A. Rồi, đồng ý. Quay tiếp luôn em. Em sẽ đánh có chữ Y. Chữ Y gì đây? Y ngắn à? Y ngắn, có một chữ Y ngắn. Trời ơi, sao vậy? Rồi, quay một cái may mắn luôn này. Quay đi, nó chơi hoài vậy. Thì ai bảo mấy đứa... Ai bảo mấy đứa không trả lời được? Có được trả lời đâu. Ừ, thì ai bảo mấy đứa không trả lời? Mày rồi, cộng 3 điểm cho Zenot. Rồi, tiếp tục, đoán tiếp. Em sẽ đoán có chữ M. Có một chữ M. Mày ơi. Rồi, tôi chơi đi nữa. Mày rồi. Mày có một chữ M. Nhớ nhá, bất kỳ lúc nào mà người chơi mà muốn đoán ô chữ thì cứ... Em muốn đoán ô chữ và nhảy ra thôi nha. Ok, Hi Ha bị trừ 2 lượt, tiếp tục nào. Quay tiếp nào. À đâu, đoán tiếp. Em xin đoán có chữ N. Có một chữ N. Sao, dạo này sống cũng ok. Dạo này nó cũng vất vả lắm. Bạn bè nó chơi trên đầu trên cổ. Dạo này có mấy bạn mất dạy. Mấy bạn mất dạy quá. Rồi. Ngon. Rồi, xin mời tự quyết định. Mất lượt tiếp rồi đó. Khi nào bây giờ? Bỏ lượt người chơi mất ạ. Ok, hai người chơi kia bị mất. Mỗi người mất 2 lượt. Rồi, tiếp tục đoán đi em. Em sẽ đoán có chữ C. Có một chữ C. Đó, tấm ai luôn. Quay may mắn. Tiếp tục quyết định. Cộng 3 điểm. Cho Zedot. Rồi, tiếp tục. Em sẽ đoán có chữ E. Chữ gì? E. Chữ E, có một chữ E. Tôi xin đoán. Em xin đoán ô chữ. Ok rồi, Mark nói sẽ đoán ô chữ trước. Rồi từ hai bình tĩnh ha. Cộng 3 điểm cho Zedot đây này. Rồi, Mark đoán ô chữ. Em xin đoán đây là bảng chữ cái. A á ớ bờ cờ giờ giờ. Giờ chữ A ớ thì sao giờ điền sao? Hả? Điền sao? Nào. Điền sao chữ A á ớ bờ cờ? Ai biết rồi sao? Nhưng mà nó sẽ là A á ớ. Rồi là nào? Bây giờ là chốt câu trả lời nào. Em đoán là bảng chữ cái. Câu trả lời sai. Rồi, okay. Quay ô xui xẻo. Quay xui xẻo. Em mà uống cà phê mà. Quay ô xui xẻo là sao? Sai mà, sai là phải xui xẻo thôi. Rồi, trừ 1 điểm. Yeah. Rồi, tiếp tục trở về đến Zenot nha. Em sẽ đánh có chữ G. G, một chữ G. Một chữ G nha. Bỏ lên một người, rồi em bỏ ai? Em bỏ... Yeah.
Rồi, 3 lượt, Mia mất 3 lượt nhá. Tiếp tục nào. Đồ em nó bỏ em gì vậy? Bỏ tiếp gì vậy? Em sẽ đáng có chữ... L. Có một chữ L. Anh khỏi nghiệm. Có một chữ L. Khỏi nghiệm, anh khỏi đi nghỉ đi. Anh khỏi đi nghỉ đi. Anh khỏi đi nghỉ đi. Nếu mà hai người chơi kia biết đáp án rồi thì có thể trả lời mà. Tại sao cứ để cho người ta farm tiền như thế nhỉ? Đúng không? Nói từ 1 điểm. Rồi, bạn quyết định đi. Cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm cho Zedot. Anh nghĩ là bây giờ em nên đoán ô chữ đi chứ bây giờ em thấy là em... Em nghĩ đi, chương trình này em ăn được mà em còn sống nổi với hàng kia không? Đó. Đó, nghĩ đi. Mà đây là anh nói đi thôi chứ em muốn làm gì em làm mà. Em sẽ đánh với chữ H à? Ok, chữ H, có một chữ H. Cái gì? À, về chỗ, Cúc, về chỗ. Về chỗ chú. Cái game này nó tàn. Anh nào làm cho chương trình này vậy? Anh nào làm? Rồi, xin mời, xin quyết định tiếp. Lại 3 điểm nè. Ok, cướp 1 điểm VR. Rồi, cướp 1 điểm VR, tốt. Em xin thấy đồ chữ một lần. Em xin đồ chữ, rồi, mắc đồ chữ. E, é, ớ, bờ, cờ, giờ, đờ. Rồi sao mà điểm mấy chữ còn lại? Hết chưa, ô chữ hết chưa? Ô này dài lắm, em nói hơi ngắn. E, 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 G, H, I, nào cho Mark đọc lại một lần nữa nào cho nó chuẩn nào. Đọc lại từ đầu nào. A ớ bờ cờ giờ đờ. E ê g h i k l m n o. Ơ ơ o o ơ tu. Thôi được rồi, sai nhưng tuần này nó sai quá, cho trừ. Cho nó quay xui xẻo đi, khẩn chưa? Sai quá. Không, ở đây không có đọc mặt chữ cái, ở đây chỉ có đoán ô chữ thôi. À, từ từ, bình tĩnh, cho thằng kia. Alo, tặng một điểm cho một trong hai người chơi. Tặng cho Hi Ha. Rồi, tặng Hi Ha, rồi. Đâu, ai muốn đoán ô chữ nữa nhỉ? Em cũng đoán. Rồi, xin mời. Em đoán là A, A, ớ, bờ, gờ, giờ, đời. À, bắt được phao. Em muốn sát toàn bộ điểm của anh. Cái này tôi biết hết. Không biết mà. Tôi biết hết. Người chơi trả lời, có trả lời gì chưa? Ok. Đấy người chơi. A a ớ bờ cờ giờ đờ e ê g h i k l m n o o ơ i b o ơ b bờ phở q r s t u ư v x i i. Rồi, đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng Hi Ha. Rồi Hi Ha 5 điểm nhá. Đúng rồi. Thật ra là tụi mình đợi cũng hơi lâu, nó bao mười mớ tiền rồi mình mới lên đó. Đây. Rồi, quyết định đi em, tôi quyết định bản thân đây nào, quyết định gì đi? Cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm. Rồi, cộng 3 điểm. Cập nhật điểm cho người chơi. Zedot đang đứng đầu với 21 điểm. Theo sau rất sát là Hi Ha với 19 điểm. Và theo sau cũng rất sát là Mark. Mark bao nhiêu điểm được kiếm được rồi? 3 điểm. À, Mark có 3 điểm rồi. Em xin phép được dừng trò chơi ở đây. À, không, em cái đấy không có em ơi. Rồi, xin mời câu hỏi số 4 ạ. Đây Hi Ha đã đặt cho người trả lời đúng nên là em sẽ được đoán trước. Em đoán một chữ A. Chữ A, có một chữ A. Quá tuyệt vời, được quá nhờ. Xuất sắc, Sâu quá. Ủa sao chữ A? Sâu quá. Để cái đầu ra cũng đoán A thôi. Ok, được. Rồi, quay vòng quay xui xẻo. Đâu đoán được 19 lần. 19 điểm lần đâu á. 19 điểm lần chúc mừng em trừ 20k. Rồi, cho xin tiền nào. Nghe đây hả chưa? Bóng xỉa. Tiền trao cháo múc. Rồi, thank you. Tuyệt vời, 20.000 nữa. Rồi, nhưng mà em vẫn được làm tiếp mà. Tôi nghĩ là có chữ Y ngắn. Có một chữ Y ngắn. Oh my god, 3 tiếp rồi. Đó, em sắp tới, em đoán nốt ra. Rồi, quay về mặt đi đã này. Có một chữ Y. Đấy, màu vàng bỏ ra mày, cướp một điểm. Ok, cướp với nó 1 điểm. Rồi, Mark coi như trận này là bình vô rồi, khỏi coi như là mới không tính tiền rồi đó. Tôi đoán có một chữ H. Em đoán là trong chữ Hi Ha của em đúng không vậy? đúng rồi đó, có chữ H luôn em. Wow. Mà không những một chữ, Hi Ha có hai chữ, có hai chữ H. Oh my god. Wow. Để anh bảo ơi. Ủa sao nằm chỗ khác vậy? Đúng rồi đó em, đâu phải Hi Ha đâu em. Hi Ha. Tôi đây.
Từ từ, từ từ. Tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh. Tôi bình tĩnh. Đấy. Đấy. Rồi, lại cướp một điểm nữa em. Tôi cướp một điểm quên bảo. Ok, cướp của Zedot. Rồi, tiếp tục em, vào luôn. Được rồi. Rồi, tiếp tục đi Hia. Tôi đáng có một chữ T. Tôi đáng có chữ T. Rồi, không có chữ T nào cả. Yeah, cuối cùng được đoán rồi. Tôi quay đi, quay đi. Rồi, chưa một điểm đi ha. Quên mất là nãy ở cái câu số câu số 3 á, là mọi người bị mất tới 3 lượt á. Mà nãy là để cho Hia đoán đúng rồi. Không sao, Hia coi như là do đã đoán đúng câu số 3 cho nên là okay, vậy coi như được 2-1 lượt. Rỡ được 1 lượt. Còn em thì vẫn 1 lượt. Rồi. Rồi đó. Em xin đoán có một chữ E. Rồi, không có chữ E nào cả. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu nào, em thay chữ đẹp thôi. Đã hơn 1 năm trôi qua mà mẹ vẫn lấy đi rồi ta. Em đã, Zedot đã quay vào ô trừ hết điểm. Xin chúc mừng em. Rồi, lên đỉnh rồi. Lên nhất là hạng gì? Yeah, xin mời. Em à, tôi đáng có một chữ C. Chữ C, có 2 chữ C. Wow, C C. C C. Rồi, quay vòng quay may mắn cho Hiha luôn này. Chị ông ta chị cho em. Yeah. Rồi quay vòng quay xui xẻo. Không, anh đang sẽ hy vọng nó vào ô chứa điểm luôn. Coi hàng nào đứng như thế nào. Phải coi nào đứng đầu đi. Ơi, nhưng mà Mark là người dẫn đầu. Bác dẫn đầu với 3 điểm. Heo á. Tao dẫn đầu và tao không làm gì cả. Đó, đầu tiên đi em. Tôi đang có một chữ E. À quên chữ E. Không rồi, quên lộn. Chữ gì nào? Chữ O. Chữ O hả? Đó. Chữ O, có một chữ O. Cái chữ cho luôn nè. Đó. Chia cho. Xoay ra. Thì 2 chia cho em ở đây. Gì vậy? Rồi, em lại được quay vào một quay xui xẻo. Rất may mắn. 20 ngàn. Quay xui xẻo. Bây giờ không có điểm thì 20 ngàn. Trừ hết điểm cho tôi. Ờ ha, chính ra là đang không có điểm mà trừ hết điểm cũng lợi ha. Trời ơi. Quay thêm 2 lần nữa. Trời ơi. 40. Quay thêm 2 lần cho Hiha. Thế là 40 là rất cao. Má tung, mở tung cửa sổ luôn. Đó. Cộng thêm 2 lần đi. Rồi, quay thêm 2 lần nữa, tổng là 3 lần. Rồi, xin thêm lần đầu tiên là 3 lần. Đây, mãi đi. Anh tao nhìn nó đó. Đó là Bài lên thành 4 lần. 4 lần rồi. Quay lần đầu tiên trong 4 lần này. Quay một lần lên 4 luôn cho tôi. À, một lần lên 4 đúng không? Ok. À, okay. Không tính một lần lên 4 nha. Chửi 4 lần cho tôi. Chửi đi. Không. Mày chửi nó 4 lần là nó hết á. Thôi rồi, cảm ơn. Đấy là chuyện của người chơi nói với nhau chứ chương trình là chương trình. Rồi, Zedot cộng 1 điểm, Hiha bị trừ 1 điểm. Rồi, xoay 3 lần nữa đi ạ. Đưa đẹp như thế rồi. Trừ hết điểm, ok, trừ hết điểm. Trừ hết điểm thì em lên lại cộng 1. Không. Thì không trừ hết là không đó. Rồi, còn 2 lần nữa, xoay nốt đi nào. Xoay lâu quá. Rồi, dừng lại đây. Đúng rồi, tăng 1 điểm cho một người chơi đi em. Tôi tặng cho anh Mark. Rồi, tặng okay. Cho Mark. Cho anh lên đỉnh luôn. Ok. Không bắt tay. Rồi, còn một lần cuối cùng ở vòng quay xui xẻo cho Hiha nữa này. Và chúng ta sẽ có, đó chính là người khác quyết định. Nè, anh nào quyết định 2 lần nữa đi. Trừ 20.000. Trừ 20.000, tuyệt vời, Hiha. Anh đừng bao giờ kiếm tôi nữa anh sao? Thank you. Ui, rơi tiền nhé, đừng để tiền rơi cho mày, thế là không được nha. Rồi, cảm ơn người chơi đã đóng góp cho chương trình 20.000. Không muốn đáng luôn. Cho tôi chữ B đi. Chữ B, không có chữ B nào hết. Rồi, chơi xẻo ạ. Rồi, mất lượt, chúc mừng em rơi vào mất lượt. Rồi, đến lượt em á. Đừng cho tôi lượt nữa, tôi quá nhiều lượt rồi. Ok, em đánh chữ X. Chữ X. Ừ. Chữ X, không có chữ X nào cả. Rồi, bây giờ anh cần một câu chửi nó thật là sáng tạo nào. Đấy người nào mà chửi sáng tạo được, anh sẽ cộng cho người đó 5 điểm. Anh là
cái đồ béo tí thôi. Quá cười bạn. Cái này sáng tạo, sáng tạo quá mức của chương trình rồi. 5 điểm. Ờ 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm thôi ha. Được rồi ha, được. Rất sáng tạo tuyệt vời. Rồi, đến lượt giám sát. Giám sát. Em xin đoán chữ U à? Không chữ U nào hết. Quay vòng quay xui xẻo. Vô chửi rồi tôi chửi luôn. Giờ chửi có tiền mà. Đúng rồi. Rồi, mất lượt. Vừa nãy hi ha mất lượt nên là đến lượt Mark. Ok. Anh chuẩn bị sai đây. Bị chửi nữa. Cho em chữ Y dài. Không có chữ Y dài nào hết. Rồi. Chữ gì đó. Em. Rồi nè. Rồi mất lượt. Rồi qua đến dưới đó. Má, à có mất lượt luôn nè. Em. À mất lượt. Em mất lượt. Mất lượt, mất lượt, mất lượt. Mới cho em đi ha, mất lượt xong qua mập luôn. À ừ, thì cũng là đến em đúng không? Ok rồi, xin mời. Rồi có sai luôn. Xui xẻo luôn à. Ồ, nhanh nha. Chị cho ai? Cho người khác quyết định. Khổ sao là trừ 20 ngàn. 20 ngàn cho tôi. Các bạn rất là hiểu ý nhau không? Người nói là người đưa tay vào túi, đưa tay vào túi liền. Rồi, ok, thank you. Lại thêm một tờ 20 nghìn nữa. Rồi, xin mời Hi Ha. Nào, cố gắng lên. Cho một chữ cho M. Không có chữ M nào cả. Đừng chia sẻ. Đó, tới nữa, đó, tới. Ừ, đúng đúng đúng, anh thấy tới rồi đó. Rồi, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên là trừ một điểm này. Lần thứ hai sẽ là gì đây? Móc luôn, móc. Em tiếp tục vào ô trừ 20k. À, chương trình này mà tình anh em không mà sao cứ có tiền bạc vào đây nhỉ? Nó khổ. Chương trình bốc lột quá. Khó quá ta. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tôi lại có thêm một tờ 20.000 nữa. Ok, em đoán có một chữ chữ V. Rồi, không có chữ V nào hết. Chữ một điểm. Chữ một điểm cho thế đó nào. Rồi, à chỉ để cho mát chứ. Em đoán ô chữ. Em muốn đoán ô chữ. Ok, xin mời. Ô chữ là chia cho. Không sai rồi. Quay xui xẻo đi. Đó. Rồi. Tiếp tục là học phí nữa. Ủa chương trình khó. Rồi. Hay bậy đi. Rồi cảm ơn sự ủng hộ của người chơi. Tôi lại có thêm 20.000 nữa. Chương trình khốn nạn này chứ. Có chữ chết à? Rồi không có chữ chết nào hết. No. Oh my god. Rồi tặng một điểm cho người chơi ở đó đi nào. Yeah. Bảo ơi. Rồi tặng cho Ia. Rồi đến Ia, đưa lên em luôn á. Chữ K đi. Không có chữ K nào cả. Tôi biết là nó không rồi. Hỏi nói luôn anh ơi. Không biết sao đoán. Đoán cho nó chó chứ. Không đoán thì không được á. Ờ thì nó lượt không đoán không. Đó chừng 20 luôn đây. Đó 2 lượt đó. Ai em. Quay tiếp 2 lần cho Ia nào. Tìm với mấy thằng này đó. Mày rui tới một cái mức nào đó. Rồi lần đầu tiên trừ hết điểm. Có một điểm trừ thiệt trời. Rồi, nè xong rồi, rồi nó lại trừ 20. Nè nhìn đi nhìn đi nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nói cái chương trình này là chương trình chó đẻ. Nỗi buồn của bạn là niềm vui của chúng tôi. Rồi xin mời Mark. Đấy, chữ R. Chữ R, không có chữ R nào cả. Chữ xẻo. Tại chữ chó. Rồi, trừ một điểm. Trừ một điểm của Mark. Chó. Rồi, Zedot. Đấy, chữ W. Không có W nào hết. Xoay chữ xẻo đi. À, mất lượt, mất lượt, mất lượt. Nên vậy, nên vậy. Mất lượt, mất lượt, không sao. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Chiêu, chiêu, chiêu. Lượt lượt. Hi ha. Chữ sờ. Sờ, không có chữ S gì nào hết. Ở dưới kia mình hết. Người sau quyết định, người sau quyết định đi kìa. Chừng 20. Tôi này, 100 ngàn rồi nha. Thứ hai nha, cái người làm cho em mất tiền. Thôi thôi thôi. Không phải anh. Mà là những chiếc còn lại nha. Anh chỉ là thằng cầm tiền thôi. Còn cái người làm bọn em mất tiền. Rồi rồi. Rồi Mark, xin mời. Hi ha chia cho... Tại nó nếu có chữ hi ha thì là cái đầu nó có chữ... Thì kệ mẹ đi bây giờ, đâu có chữ nào khác đâu mày đáng đại ơi. Rồi rồi. Mày muốn điền mẹ mày điền. Rồi. Đó, hi ha chia cho gà. Đó. Em có thể giải thích cho anh câu đấy nghĩa là gì được không? Hả? Thì hi ha có một bịch thóc nhỏ. Hi ha đem về, hi ha ăn một nửa, hi ha chia cho gà một nửa. Hi
Quay hai lần xui xẻo cho anh. What the fuck? Hai lần cho anh. Quá hả? À, vậy là mình chỉ cần có nghĩa thôi. Rồi, ok, mất lượt. Rồi, mất lượt để dồn đến câu sau. Đấy nha. Thôi. Trừ 20.000. À không, ok, chế điểm, tuyệt vời. Rồi, nào, mọi người tiếp tục đi nào, mọi người vẫn... Thôi, để tôi cho. Em đáng Âu chữ. Ờ, mà đáng Âu chữ, rồi. Tiền chia cho ai? Thì nè, để tôi giải hết cho. Cái tiền nãy giờ anh lấy được là anh chia cho ai? Nói đây anh Sơn. Hợp lý. Đưa tiền cho tôi. Đây là một câu trả lời rất sáng tạo, nên là tôi sẽ khuyến khích cho em ý, cộng cho em ý một điểm. Nhưng mà cơ nó sai rồi, quay xui xẻo đi. Khuyến khích điểm, khuyến khích tốt, em sáng tạo thật. Rồi. Anh không nghĩ ra cái đó luôn đấy em. Rồi nè anh Sơn. À, quay thêm hai lần, hay quá. Quay thêm hai lần cho đi ra nào. Tôi nói sai đâu. Đầu tiên... Cái trò này cơ cấu. Cứ thi hai là 20. Tiếp tục nào. Cái trò này là cơ cấu. 40. Trừ mẹ gì nữa. Trừ hết điểm đi ha. Rồi mọi người nào. Rồi nãy là em mới chỉ đoán ô chữ thôi, bây giờ đến lượt em để em đoán đến ô đó. Nào xin mời Dô. Đây là chương trình gì ấy? Người chơi Zenot hỏi đây là chương trình gì? Vâng, xin nhắc lại cho mọi người, đây là chương trình Sơn Đù chiếc nón kỳ cục. The host là Sơn Đù. Rồi ok, tiếp tục đi ạ. Hi ha, đoán đi em. Ông cái rất dễ đó em, khi mà mình đã ra đến đây rồi nó rất dễ luôn đó. Em xin đoán ô chữ. Điểm chi cho ai? Ôi rồi sai đó, xoay xui xẻo luôn đi nào. Chết. Tôi có thể ngồi anh đến đây anh tới chiều. Rồi. Đây con. Ok, emotional damage. Má mày mát, em tự chửi mà cho em điểm đi. Máy em có vấn đề, máy em liên quan gì ở đây? Người bà đây có liên quan gì ở đây? Chửi gia đình phụ huynh. Bốn này ạ. Thằng này không em tỏ sự đấy là không không tôn trọng với người lớn. Trừ một điểm. Không tôn trọng người lớn. Thôi bây giờ nhá, để anh nói này. Gợi ý ở đây vẫn còn trên là bản thân trên cái ô này là có gợi ý rồi đó. Hả? Ý là gợi ý để mà đoán cái ô chữ này là trên cái màn hình này là nó có sẵn rồi đó. Nào bây giờ ai muốn có gợi ý thì giơ tay là xin em có gợi ý nào. Em muốn gợi ý. Em muốn gợi ý. Rồi 20.000 một gợi ý. Anh nông dân chịu luôn sao? Nạp kẹt để coi nhiều khi mình trúng cái điểm mình lên rồi đó tư duy mình là nhà đầu tư đúng rồi nạp lần đầu à không lần đầu mấy thì gợi ý của em là gì anh? Rồi ra kia đi rồi gợi ý ở đây đúng không gợi ý ở đây á rồi gợi ý này vào đúng luôn này đừng có đoán chữ nữa đó gợi ý thế là kịch đường tàu rồi đó ok em đoán ô chữ đó em muốn đoán ô chữ thôi nào ok xin mời bốn chia cho hai rồi sai rồi cho anh cái ô có xui xẻo thế nào chưa đến số, chưa đến số hả? Chúng ta có vào ô... trừ hết điểm. Rồi, chúc mừng Mark. Rồi, xin lỗi. Em có thể nạp thêm 20 nữa. Ok, được em. Nãy là lượt tôi mà, Mark đánh mà. Hả? Nãy lượt tôi là Mark giao đám điểm mà. Ok, loạn rồi, không quan tâm nữa. Biết sao? Em có thể đưa cho 20 để được để giành lượt của Mark. Lượt này mới có, mới được bổ sung. Đúng nha, lượt của tôi rồi. Ok, gợi ý ha. Đừng nói chữ nữa. Cái này nói rõ mà. Điều quan trọng nhắc lại hai lần. Quan trọng. Rồi, Zenon, xin mời. Tôi đang rất cố gắng hy vọng người chơi trả lời đúng này. Nào, câu này dễ lắm luôn á thề. Cố lên, đừng đoán chữ nữa. Bao nhiêu cặp mắt của ban tổ chức cũng như là người xem đang... Em xin đoán đang chữ. Em muốn đoán chữ hả? Xin mời em. Đoán chữ đi em. Em đoán là 1, 2, 3, 4 chia cho 12, 13. Rồi, sẽ đoán đợi xin lỗi mọi người, em đoán nha. Khó chịu quá. Rồi, tặng một điểm cho một người chơi. Tặng một điểm cho một người chơi khác. Em tặng một điểm cho Hi Ha. Ok, tặng Hi Ha. Rồi, sẽ đoán đi em. Đó, gợi ý hai lần rồi đó, là đừng đoán chữ nữa. 9 chia 3. Ý là em đang đoán ô chữ đúng không? Em xin đoán ô chữ. Em phải nói là em muốn đoán ô chữ thôi. Ok, rồi nói đi em. 9 chia 3. Rồi, sai rồi, quay xui xẻo đi ạ. Quá chương trình gì vậy trời. Rồi, quay thêm hai lần nữa. Rồi, trong lúc mà quay thêm hai lần thì hai người kia suy nghĩ đi ha. Bây giờ mỗi lần nói chữ ô chữ là mọi người cười. Rồi, đầu tiên trừ hết điểm. Thấy chưa, anh thấy không? Tại sao người ta là trừ điểm, còn tôi là trừ 20.000. Rồi, quay tiếp nào, lần thứ hai nào. Người ta đánh vô cái... Nè, không trừ 20.000 luôn nè. Đó. Rồi, cái này dễ này. Rồi. Ai mà chửi được Zenot thì anh sẽ trả lại 20.000. Bảo ngu. Nó bắt chứ em. Ủa sao nãy nó nói gì được? Nó bắt chứ em đấy. Tặng em lại 20.000 đi. Kẻ khó quá ta.
cùng lực mà, cùng lực. Ngày cuối cùng của tôi là cho hai cái câu gợi ý rồi. Rồi, đây, đây, 200.000 của em, đó. Câu của Mark quá, đẹp đi mày. Đâu bây giờ để anh gợi ý cho mấy đứa free nha. Ủa? Còn đang chữ nữa đâu. 40 ở đây rồi free là sao bác? Đừng có đoán chữ nữa. Anh nhấn mạnh lắm là đừng có đoán chữ nữa. Ý là đoán ô á, đừng đoán chữ nữa. Xin mời Hia. Em đoán, em xin đoán. Chơi được em đâu, nếu mà em muốn đoán ô thì từ từ. Em muốn đoán. Em muốn đoán chữ rồi, đoán đi. Rồi cho đáp án nó lại, đáp án nào. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, xoay xẻo cho nó đi. Ủa? Em đang rất hack não anh ấy, nhưng mà không. Não anh nó chưa tới mức độ đấy đâu em. Rồi, em sẽ được tặng một điểm cho một người chơi khác. Rồi, tặng cho Zedot. Tôi nói rồi, hãy chơi chỉ có tôi là 20 thôi. Rồi, Hia. Nào, Hia nào. Tới tôi là bật qua cái app khác á. Khó chịu. Cố lên đi ha. Đó. Má mờ lắm. Em đừng đoán chữ nữa. Hiểu không? Đâu, đến. Tức là anh không biết là gợi ý như nào đâu đó. Gợi ý đấy là gợi ý là tối thượng rồi đó. Câu của chúng ta là em muốn đoán ô chữ. Em ờ rồi đó, rồi rồi em. 2222 chi cho 22. Rồi sai rồi, xin xẻo đi. Rồi sorry đó. Cái ông. Rồi quay thêm 2 lần đi nào. Nè, anh quay 2 lần anh cũng không vô được 20.000. Coi đây. Từ từ cái, từ từ bình tĩnh cho anh quay đi nào. Rồi trừ hết điểm, một lần một. Thấy chưa? Tiếp đi luôn đi ạ. Nè nè nè, vẫn trừ điểm nè, không trừ 20 nè. Đó. Ồ. Đó. Rồi, cái này có vẻ dễ quá ha. Rồi rồi, bây giờ đề nghị chương trình đội. Ê, từ 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 từ, bấm chữ remove cho tôi ạ. Rồi, tôi sẽ xóa cái emotional damage đi, bởi vì cái này tôi thấy là đối với những người chơi này họ mặt chơi chắn bóng quá rồi, không có cái gì tác động vào tinh thần họ được nữa. Nếu mà đánh vào kinh tế, rồi, xoay lại ạ. Rồi, xóa ô đó đi. Đấy, ô đấy không được rồi. Rồi. Đó, hay chưa? Rồi, đó, đó, mấy cái này này, đường này, rồi tặng một điểm cho chúng ta đi. Tặng cho Mark. Rồi, tặng cho Mark, rồi. Ok. 20 đâu? Ờ, từ từ, vẫn đang là Hia đoán đúng không? Cái này Hia chưa đoán mà đoán đi em. Anh đoán rồi. Anh đoán đi, cho lấy 20 nè. Anh đấy đi. Không, không cần, đã bảo rồi, đừng có đoán chữ, đoán ô bằng số đi. Tôi xin đoán là 1, 2, 3, 4, 12, 13. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có số 1, 2, 3, 4, 13. Mẹ. Rồi, tặng một điểm cho người chơi khác nào. Tôi tặng bản thân tôi luôn. Người chơi khác em. Người chơi khác à? Ờ. Tôi tặng cho anh Mark luôn. Rồi, tặng cho Mark, rồi Mark, đến lượt em đó. Em xin đoán là 10, 25. Khó quá ta, thử hết điểm này mọi đi. Mọi người, mọi người. Từ từ, em hỏi cái là tại tụi em ngu hay là tại vì cái này nó khó thiệt? Tại tụi em ngu á. Rồi, Zedot. Biết đâu á. Rồi, Zedot xin mời. Rồi, Zedot. 2, 2, 2. Trời, nó sai rồi. Số 2 á. Quay giùm cái vòng xoay xưa xẻo đi à. Cái gì, đâu, cái gì, nó lại. Số 2 á. Số 2, có 2, số 2. Trời ơi, cuối cùng, yeah. Rồi, vậy thôi hả? Số 2, cuối cùng. Cuối cùng đã có người chơi trả lời đã đúng ô chữ rồi, à ô số rồi. Toát mồ hôi luôn á. Rồi, quyết định đi em. Cộng 3 điểm. Rồi, cộng 3 điểm cho Zedot. Rồi, tiếp tục đoán tiếp em. Rồi, hay quá, trò chơi được tiếp tục rồi. Số 1. Yes. Hay quá, chương trình này không, mày quá không bị kéo dài thêm nửa tiếng nữa rồi, hay quá. Tiếp tục cộng 3 điểm nữa cho Zedot. Đó. Cháy rồi đó em, cháy rồi đó. Mày ngu khùng ra. Cháy rồi đó, rồi tiếp em. Mày không luôn. Bảo không luôn kìa. Bảo không luôn kìa. Không, số không nào cả. Xoay xuống xẻo. Rồi. Em sẽ được đó chính là... Rồi, tặng một điểm cho người chơi ở đó đi. Rồi, tặng cho Mark. Rồi, hi ha. Tôi đang có số 3. Số 3 có 1, số 3. Rồi, tuyệt vời. Thấy chưa, mọi người thấy không? Đơn giản đâu. Quá đơn giản đúng không? Rồi. Đâu có ai bảo là ô chữ này toàn chữ đâu. Rồi, quay vòng quay xui xẻo. Quá may mắn. Quay xui xẻo luôn đó. Hai lần. Nè, trừ 20 nè. Hai lượt trước. Trừ 20 nè. Đó, tôi nói sai đâu. Rồi, mất lượt thôi. Rồi, hiểu không sao? Mất lượt không sao? Hơn. Rồi. Tao biết mình không có tiền. Tay nào qua, tay qua. Là mất lượt luôn đó. Rồi, Mark. Em đoán số 4. Có 1 số 4. À. Rồi, quay may mắn. Rồi, tự quyết định đi em. À, cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm. Dạ. Sang là như vậy rồi. Tại sao mọi người không chọn cướp điểm nhỉ? Tức ghê á. Không. À, rồi.
Tiếp tục đoán luôn em. Ok, em đoán, em xin đoán ô chữ. Em xin đoán. Em muốn đoán ô chữ. Em muốn đoán ô chữ. Rồi, xin mời. 1, 2, 4, 3 chia cho 32. Rồi, câu trả lời là sai rồi. Cho em xui xẻo đi ạ. Rồi, vì em trả lời sai nên em bị trừ hết điểm. Rồi, chúc mừng em. Rồi, chúng ta đến với Zenon luôn. Quýt được mắt. Em một đoán ô chữ, rồi. 1, 2, 4, 6 chia cho 32. Rồi, câu trả lời sai. Cho em xui xẻo. Dạ, không. Dạ, chúng ta tới số 7 em. Không. Mất lượt rồi. À, mất lượt hả? Ok, rồi. Không, mất lượt là ở cái số 3 vừa rồi là đúng mất. Cho một điểm anh ơi. Rồi, tặng một điểm cho. Hết hết điểm. Rồi, Hia, rồi, Hia lượt em luôn á. Để tôi dùng não coi. Còn có một ô mà còn não nữa. Tôi làm đoán luôn. Làm như ba thằng có não. 28 chia cho 32. Cái gì? Em đang đọc cả ô chữ thì em phải... Em muốn đoán ô chữ. Em muốn đoán ô chữ. Rồi đó, ừ. 248 chia cho 32. Có một số 8. Rồi, may mắn đi ạ. Rồi, ok. Sàm rồi, quá. Rồi, ok. Rồi, rồi, cộng 3 điểm cho Hiha. Rồi, ok. Có ai đâu? Bây giờ có ai muốn đoán ô chữ này không ạ? Chúng ta đang sắp hết thời gian rồi đó. Chương trình là câu hơi lâu rồi đó. Edit này hơi mệt rồi đó. Thường các em edit đi nào. Em xin đoán ô chữ. Đây, em muốn đoán ô chữ. Em muốn đoán ô chữ. Rồi. Xin mời. 64 chia cho 32. Xui xẻo cho anh. Mày tính cái gì mà ra tại, được tại sao nó có thể ghi được những cái đáp án? Nó có thể ghi những đáp án như thế này được ta? Ok. Khó thật. Tôi xin đoán ô chữ. Thôi, thôi, tặng một điểm cho người chơi nào đó như thế nào? Tặng Mark. Tặng cho Mark rồi. Tôi xin đoán ô chữ là 39. Chính xác. À. 39 đó là bạn chính xác. Tuyệt vời. Lấy cái số kia chia cho 32. Rồi. Hiểu không ạ? No. Thì đó câu hỏi ô chữ đó thì nó báo là đó. Ôi giời, 5 điểm cho Hia nha. Ôi tụi quay quá hả? 20.000. Ủa, may mắn mà em đúng được, may mắn mà. May mắn. Rồi đó, cướp một điểm của người chơi khác đi em. Cướp một điểm thì anh bảo. Rồi, cướp một điểm của Zenon. Ok. Rồi, xin chương trình cập nhật số điểm cho các người chơi nào. Chúng ta có cập nhật số điểm. Hia đang dẫn đầu với 14 điểm. Zenon 9 điểm và Mark lại về bét với mấy điểm ta? 2 điểm. 2 điểm. Ok. 2 điểm. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi quyết định trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 5. Cắt. Rồi cắt. Trước khi chúng ta bước vào câu hỏi số 5 cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Trời thì tôi muốn hỏi cảm xúc của ba người chơi hiện giờ như nào ạ? Đầu tiên xin mời anh Zenon. Zenon, em đang cảm nhận như nào ạ? Giá tiền ơi. Hả? Giá tiền. Rồi next không tính tiền. Rồi Hiha, em đang cảm thấy thế sao với chương trình? Rồi tôi sẽ coi đó là một lời khen. Rồi Mark, cảm xúc của em về trò chơi như thế nào? Em cảm thấy sôi động không? Thì cơ bản là ngày hôm nay là một ngày mà cảm thấy khá vui với em. Ừ. Tại vì em mất 100 ngàn mà còn đứng nói chuyện với một thằng nhanh nữa cho nên là em cảm thấy... Mọi thứ nó tồi tệ hẳn đi. Đúng vậy. Được, vâng. Tất cả những cảm xúc của người chơi cũng chính là những gì mà tôi muốn. Em như cước nha. Nhớ, mọi thứ. Em như cước. Sơn nói gì nói, mấy bạn đừng nghe Sơn nghe tôi. Mấy cái này nó để dùng quảng cáo cho brand thôi. Cho nên là xuất hiện cái này, hiểu không? Cái game thì xóa khỏi cuộc đời thì như cái game bây giờ có nữa. Cái game này, cái điểm bằng. Okay. Sơn nói lại cho có ai nghe. Câu hỏi số 5 có từng đấy chữ đấy. Rồi, nãy là ai đoán đúng nhỉ? Nãy là ai đúng ta, Mark hay là... Em đoán đúng. À hiya, rồi xin mời em sẽ được người đoán trước. Cho tôi một chữ A đi. Chữ A, có một chữ A. Đó, chúng ta bắt đầu đây. Bắt đầu chúng ta chơi lại như là truyền thống này, bình thường này. Không, chúng ta không có chơi chích lỏ nữa nha. Rồi, hy vọng chúc em may mắn nha. Bỏ lượt của một người chơi khác. Tôi bỏ anh Bảo. Bỏ của Zenon. Rồi. Tiếp tục em ơi. Đoán tiếp luôn. Đoán có một chữ Y ngắn. Y ngắn. Không có chữ Y ngắn nào cả. Quay xui xẻo. Rồi. Xui xẻo sẽ là gì đây? Rồi. Rồi, mất lượt rồi. Mất lượt. Như vậy là Mark sẽ được trả lời hai lần liên tục. Má ơi. Xin mời Mark. Ok. Em đoán có một chữ C. Chữ C. Không có chữ C. Có một chữ C. Wow, giờ đoán được 3 lần này. Phải may mắn đi ạ. Xà lá. Giỡn mà may mắn. Cộng 3 điểm. 3 điểm. Rồi, tiếp tục luôn em. Em đoán có một chữ K. Có một chữ K. Phải may mắn ha. Cộng 3 điểm.
cộng 3 điểm. Rồi, chương trình sau là chắc là anh sẽ phải đổi thêm một cái option nào nữa để có tương ứng với cộng 3 điểm. Chứ anh em sợ ba quá. Trừ 5 điểm của người chơi khác. Rồi, xin mời em, Mark. Em đoán có một chữ M. Có một chữ M? Có một chữ M. M, chữ M. Rồi, cướp một điểm của một người chơi khác. Em cướp của Zerot. Cướp Zerot. Rồi, lụm Zerot. À, hai chữ M, xin lỗi, tôi đã sai rồi. Thêm một điểm nữa cho Mark nha. Rồi, Mark tiếp tục luôn em. Em đoán có một chữ U. Chữ U, có một chữ U. Em cứ xem cái chương trình này đi tới đâu. Ủa? Em không muốn thiệt kìa. À, hai chữ U, xin lỗi mọi người, tôi lại sai rồi, hai chữ U. Hai điểm cho Mark nha. Rồi, đó, hai chữ U. Chữ cứ cứu hai chữ U. Chữ cứ cứu á. Rồi. Cộng 3 điểm. Cộng 3 điểm. Wow. Tôi đã nói rồi, cái câu cuối này sẽ là câu quyết định đúng không? Mark đang vượt lên rất là kinh khủng rồi đó. Em đoán có một chữ H. Chữ H, có hai chữ H. Đó. Liên tục là những câu trả lời đúng đến từ vị trí người chơi Mark. Em không. Toàn là ăn hai câu chữ không à? Em xin đoán ô chữ. Từ từ đã. Rồi, quay vô xui xẻo đó em. Quay xui xẻo đó. Có chữ điểm, trừ hết điểm của Mark. Rồi, ok. Rồi Mark, em tiếp tục đến lượt em. Em xin đoán ô chữ. Em không muốn đoán ô chữ. Em không đoán ô chữ thì thôi, nói làm gì mày. Thôi. Ý là em đoán cái này là em không muốn đoán ô chữ. Em không đau chữ, em không đau chữ đó. Rồi, em... rồi. Đoạn không đau chữ thì đoạn ô đi em. Ô đi. What? Đoạn ô đi em. Em đoán, em muốn đoán ô chữ. Ừ, thì được. Cuối cùng mình có đoán không? Câu trả lời của việc em muốn đoán ô chữ là em không muốn đoán ô chữ. À, ok, thế đúng rồi đó. Ok, đó đúng rồi đó. Yeah. Chúc mừng em. 5 điểm cho Mark. Rồi. Yeah. Ôi, nhưng mà phải được. Tuyệt vời, rồi quay vòng quay may mắn cho Mark nào. Chúng ta đây sẽ là vòng quay cuối cùng trong trò chơi nhá. Để xem là Mark sẽ quay trúng cái nào đây. Ok, đúng là may mắn, em đã được cộng 3 điểm. Rồi, là 8 điểm. Và bây giờ chương trình chúng ta sẽ công bố điểm của ba người chơi ha. Ok. Rồi. Vâng, và tôi đã có số điểm được ở đây rồi. Chúng ta có người chơi đầu tiên được đọc điểm chính là Zerop. Zerop được 8 điểm. Ôi, sách nít luôn. Người chơi thứ hai là Mark với một pha bứt phá cực kỳ ngoạn mục ở câu hỏi cuối cùng. Và Mark đã giành được 8 điểm. Woo! Tại sao này anh ba? Là hai người bằng nhau đó. Ủa? Còn Hi Ha, rồi bây giờ Hi Ha quyết định này. Hi Ha, ao trình 15 điểm. Vậy là người chiến thắng trong game show lần đầu tiên của Sơn Đù chiếc nón kỳ cục chính là Hi Ha. Các bạn biết, đây là em phát biểu. Ok, phát biểu. Các bạn biết gọi là gì không? Đồng tiền đi trước đồng là, tiền đồng, ngu. Là đồng tiền ngu. Ủa. Ê, thế là bậy nha. Rồi. Thì tôi quá vâng. Tiền nhiều rồi, tôi ngu. Thì từ. Vâng, và đồng phần thưởng dành cho chúng chính ra là game show này sẽ có phần thưởng cho người top 2 và top 3. Tuy nhiên á là hai người chơi top 2 top 3 bằng nhau, thế nên là họ sẽ không ai nhận được phần thưởng cả. Ủa? Chúng ta chỉ có cái top 2 chỉ còn có cho một người top 1 thôi. Yeah. Đấy ha. Phần thưởng của em sẽ là tất cả số tiền mà vừa nãy anh thu được của mọi người. Đây là bên này. Yeah. Đó. Đây, từ từ. Đây. Đó. Để xem bao nhiêu tiền. Đồng tiền đi sao là đồng tiền không? Ok. Thấy chưa? Đây là cách mà tôi tạo ra game show mà tôi không mất đồng nào cho người chơi nữa. Bằng cách là tự người chơi quyên góp cho họ. Ủa nhiều thế. Đây. Để đếm vào nha. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, đã quá Pepsi rồi. 6, 7, nóng mắt luôn á. 8, 9, nó là uống chăm luôn á. 10, 11, trời ơi nhiều quá, 11 đời ra sắp hết rồi. 12, rồi là 260.000. Rồi, phần thưởng dành cho top 1 server là Hi Ha. Rồi, và em đã giành được quyền đặc biệt được chơi tiếp ở vòng chơi thứ 2. Yeah. Chúc mừng em. Đây, phần thưởng trao cho em. Đây, chào cho Hi Ha phần thưởng. Chúc mừng em. Rồi, hẹn gặp lại em ở chương trình lần sau trong những game show của Sơn Đù phẩy S nhá. Chúc mừng, rồi, cảm ơn mọi người chơi. Cảm ơn các bạn.
mình lấy số tiền này mình trốn đi xa. Ok, thank you, rồi xong, để rồi. Ok, kết. Rồi mọi người.